Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình 5 phút lời Chúa hàng ngày của Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston thuộc phô tỉnh Thánh Vincent Liêm dòng Đa Minh. Tôi là Linh Mục Du Xe Đinh Văn Nghị thuộc dòng Đa Minh. Hôm nay là ngày thứ hai tuần lễ thứ 28 mùa thường niên. Giờ đây, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Luca chương 11 từ câu 29 đến câu 32. Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ Jonah. Quả thật, ông Jonah đã làm một dấu lạ cho dân thành Nineveh thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Solomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Gioan rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Suy niệm. Trong cuộc sống có rất nhiều dấu lạ thiên nhiên và những điều lạ lùng bất ngờ. Những dấu lạ này đòi hỏi chúng ta phải mở mắt, mở cõi lòng mới có thể nhận ra hầu khám phá sự hiện diện và quyền năng nhiệm màu của Thiên Chúa giữa cuộc sống con người. Trân trọng khám phá ra các phép lạ của cuộc sống là điều rất tốt mà con người cần làm. Thực ra, xin một dấu lạ cũng không phải là điều xấu. Các thánh cũng rất thường xin Thiên Chúa ban cho các dấu lạ để củng cố một quyết định hoặc để củng cố cho lời giảng về chân lý của mình. Tuy nhiên, tính con người là được voi đòi tiên. Những người đến với Chúa Giêsu đã chứng kiến tận mắt bao dấu lạ, nhưng lại muốn thử thách Ngài, đòi hỏi Ngài một dấu lạ từ trời. Tệ hơn nữa, vì không có lòng khiêm tốn mà ra ngoan cố, lý luận bướng bỉnh, không nhìn ra sự thật, không tin vào Thiên Chúa quảng năng đầy yêu thương săn sóc nơi Đức Giêsu Kitô. Chúng ta nên nhớ, Thiên Chúa không thực hiện dấu lạ để thỏa mãn tính hiếu kỳ của chúng ta. Nhất định Chúa không làm phép lạ để thỏa mãn sự thách thức kiêu ngạo của con người. Phép lạ xảy ra là lời Thiên Chúa mời gọi con người hãy nhận biết thân phận yếu hèn của mình và sám hối trở về với lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta hãy nhớ có một phép lạ vĩ đại vẫn xảy ra hàng ngày mỗi khi chúng ta cùng nhau cử hành thánh lễ. Đó là việc bánh và rượu trên bàn thờ biến thành mì, thịt và máu Chúa Thiên Chúa làm của dưỡng nuôi linh hồn ta. Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc đời chúng ta, nhưng để có thể khám phá ra những dấu lạ đó, chúng ta cần có lòng trân trọng trước cuộc sống này. Phải biết dùng đức tin và tâm tình cầu nguyện để cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng sủa. Lời Chúa hôm nay kêu mời chúng ta hãy trở nên nhạy bén với ơn Chúa,
hầu nhận ra phép lạ vĩ đại cả thể mà Chúa vẫn thường làm trong cuộc đời và cuộc sống của chúng ta. Đó là tình yêu thương, sự bao dung của Thiên Chúa dành cho nhân loại, dành cho chính chúng ta. Xin Chúa thương ban cho chúng ta một tinh thần khiêm tốn để có thể nhìn thấy và hiểu được những ý nghĩa dấu lạ Thiên Chúa thực hiện trong cuộc sống chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe lời mời gọi qua những dấu lạ, hầu canh tân cuộc sống, từ bỏ những ác ý để tiếp nhận hồng ân của Chúa mà trở thành dấu lạ cho người thời đại hôm nay. Ngài soi tôi.